celebration. Đâu? Hả? Bây giờ đem đồ ăn hả? Ừ. Cái này này, hai cái đó nó để ta làm xong rồi. Chị Vinh sao mà giỏi quá. Hi girl. Đi, đừng ra ngoài này, đừng ra ngoài này. Đi vô, đi vô. Cái rau bên đây chú. Bỏ cái rau dẹp qua qua qua. Cái này bỏ trước. Cái này bỏ trước thôi. Cái này bỏ trước chứ đừng có bỏ sau. Bỏ trước á, còn sau mình bỏ cùng ông ta la cái thứ bỏ chứ, bên không hết. Bỏ trên ghế. Okay.